Trong cuộc thi thắp sáng tài năng sư nhãn mùa thứ 3 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo VNPT Hưng Yên tổ chức, trường Trung học cơ sở Tân Quang, huyện Văn Lâm đã giành ngôi quán quân. Trong đó, em Lê Tâm Anh, học sinh lớp 9 thi đấu xuất sắc, ghi được nhiều điểm số góp phần quan trọng vào thành tích của trường. Em Lê Tâm Anh, sinh năm 2009, đang học lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Tân Quang. Tâm Anh là chị cả trong một gia đình có hai chị em, bố mẹ đều là công nhân viên chức. Ngay từ nhỏ, Tâm Anh đã có tố chất thông minh và chăm chỉ học tập, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Cháu cũng tự giác thì cứ đến giờ ăn cơm xong thì cháu cùng em lên học. Thì mẹ cháu cũng bảo là bài tập ở lớp trên lớp là các con phải làm đầy đủ. Tại trường Trung học cơ sở Tân Quang, em Lê Tâm Anh được biết đến là học sinh giỏi đều các môn, trong đó môn toán là nổi trội hơn cả. Tâm Anh là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường, từng đạt nhiều thành tích trong cuộc thi học sinh giỏi môn toán bậc trung học cơ sở cấp huyện. Tâm Anh được đánh giá là học sinh có tư duy logic, giải toán nhanh và chính xác. Trên lớp thì Tâm Anh là một cô học trò rất là năng động và luôn luôn chú ý lắng nghe và tương tác với giáo viên bộ môn rất là tốt. Đặc biệt mà bạn ấy luôn luôn có những cái lời giải của những cái bài toán mà tôi đưa ra rất là sắc sảo. Em cũng vẫn cần phải học hỏi bạn rất nhiều về cả tinh thần học tập cũng như là cách mà các bạn ý giải các bài toán hay là xử lý những trường hợp khó khăn. Trong cuộc sống thì Tâm Anh là một người bạn rất tốt, hòa đồng và luôn chia sẻ quan tâm mọi người. Ngoài học giỏi các môn trên lớp, em Lê Tâm Anh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu khoa học. Năm 2023, Tâm Anh và một bạn cùng lớp đạt giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với đề tài cao gừng lá lốt hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp. Ngoài học tập ra, bạn Tâm Anh cũng tham gia nhiều phong trào của nhà trường cũng như của lớp, nhất là các phong trào mà thi tài năng sư nhãn thì bạn Tâm Anh hoạt động rất tích cực. Tâm Anh còn tham gia các phong trào của lớp như là bạn làm tổ trưởng và cũng đôn đốc giúp đỡ các bạn khác trong lớp, trong tổ là cùng tiến bộ trong học tập. Em Lê Tâm Anh là một trong những học sinh đại diện cho trường Trung học cơ sở Tân Quang tham gia cuộc thi thắp sáng tài năng sư nhãn mùa thứ 3 diễn ra vừa qua. Cô học trò này cùng với các bạn đã xuất sắc trải qua 3 vòng thi để mang về giải nhất cho trường. Trong trận chung kết, Tâm Anh đã thể hiện sự bình tĩnh, tự tin và am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, trả lời được nhiều câu hỏi giúp đội giành điểm số cao để giành ngôi quán quân của cuộc thi. Em cảm thấy rất là vui và cũng như tự hào về bản thân mình. Em cũng cảm thấy rất là biết ơn các thầy cô. Nhờ các bạn và thầy cô cổ vũ thì em cũng đã tự tin để trả lời các câu hỏi và giành chiến thắng cho ngày hôm nay ạ. Có thể khẳng định, em Lê Tâm Anh là một trong những học sinh xuất sắc nhất và để lại nhiều ấn tượng cho các đội thi và khán giả về sự thông minh, nắm vững kiến thức ở nhiều lĩnh vực trong cuộc thi thắp sáng tài năng sư nhãn mùa thứ 3.